Hiện tại đang là 9 giờ ngày mùng 3 tháng 10 năm 2019. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ 08 nhé. Trên hình vi hiện tại là một chiếc kệ TV mõ sừng trâu bằng chất liệu gỗ hương đá 2m4 của chúng tôi đã vừa hoàn full lót xong rồi. Thì chiếc kệ này của chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của anh Ti tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tổng thể hình ảnh sản phẩm này đi về chi tiết hơn thì tôi sẽ giới thiệu quay chi tiết hơn. Đây là phần mặt ván trên nóc có vân gỗ rất là đẹp. Vân gỗ hương đá cực kỳ là đẳng cấp. Đây là phần vân vân như là vân núi. Đó, phần vân gỗ rất là đẹp quý vị nhé. Phần cánh thì được đục tứ quý tùng chu cúc mai, đục rất là sâu và cánh dày. Quay vòng quanh chiếc kệ quý vị có thể xem được vân gỗ rất là đẹp. Cánh này đục rất là sâu, sâu hơn nhiều hơn những cái sản phẩm thường. Đây là những cái phần đây, những cánh chúng tôi cũng chỉ gá thôi, vẫn chưa gắn hẳn. Đây quý vị thấy khung cánh rất là dày, khung cánh cực kỳ là dày luôn. Đây phía bên trong, bên trong rất là đẹp nhé. Cánh chúng tôi đang để rời để đánh cái giáp. Cánh mọi người có nhu cầu thì liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tán, số điện thoại là 0987 510 86 và địa chỉ tại Quan Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Quý vị có thể xem thêm những sản phẩm khác tại website đồ gỗ tùng8.com.